chiếc Peugeot 2008 này Duy rất là thích ở tính năng này nha anh chị. Đây, cầm chìa khóa đi lại gần là xe sẽ mở cửa, mình khỏi phải thao tác gì cả. Rồi, Duy sẽ giới thiệu đến các anh chị chiếc xe này để Duy nổ máy. Peugeot 2008 2021 ạ. Xe màu đỏ và biển số Bình Dương. Đã chạy 30.000 nha anh chị. Xe châu Âu nên trang bị rất là nhiều tiện ích. Và nội ngoại thất xe thì cũng rất là đẹp luôn. Đây là bản GT-Line ạ. Bản cao cấp nhất. Màu đỏ và mới, còn rất mới luôn. Cũng có lắp thêm 7 bước nữa. Lót sàn 5D. Camera hành trình. Nội thất còn rất đẹp luôn nha anh chị. Trang bị cũng 6 lo 6 túi khí. Và đầy đủ tiện ích cả. Đây, cần số xe. Cần số của 2008 thì thiết kế theo dạng xích sắt. Còn các phím điều khiển thì dạng phím đàn piano. Màn hình thì cũng rất to. Có lắp cam hành trình ở đây, ở trên gương chiếu hậu. Đèn viền nội thất rất là đẹp luôn. Xe này thì trang bị động cơ 1.2 tăng áp nên chạy cũng rất là tiết kiệm xăng. Dáng xe thì nhỏ nhỏ, rất thích hợp với các chị em phụ nữ cá tính nha. Dòng này thì thiết kế cũng rất là thời trang. Peugeot là chuyên về xe thời trang. Đây, cốp xe thì cũng khá to nha anh chị. Xe này thì lớp dự phòng đây, lớp dự phòng thì cũng chưa lăn. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất là tốt luôn nha anh chị. Nếu mà chúng ta đi đường ngoài đô thị thì chưa đến 5 lít cho 100 km, rất là tiết kiệm luôn. Khoang lái đây, khoang nội thất của Peugeot thiết kế thì rất là mê, nhìn rất là thích luôn. Ghế lái cũng chỉnh điện nè, vô lăng thể thao. Có tích hợp cruise control. Cruise control của Peugeot thì đặt ở đây, ở một cái lẫy riêng, không nằm trên vô lăng. Lẫy phía sau vô lăng nè. Đồng hồ kỹ thuật số chạy 30.000 nha anh chị. Đây là tắp bi cửa bên lái. Thiết kế theo hướng thể thao nên nhìn rất là ngầu luôn. Rồi, chiếc 2008 2021 chạy 30.000. Bên Duy hiện đang chào bán là 825 triệu ạ. Chị nào quan tâm đến dòng này thì hãy liên hệ với Duy nha. Duy sẽ hỗ trợ tối đa. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video. Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ạ.